Tỉnh Bình Dương đang đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng ít nhất 160.000 căn nhà ở xã hội, gấp đôi chỉ tiêu chính phủ giao. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Bình Dương đang nỗ lực triển khai các chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai số tiền đã giải ngân từ gói tín dụng cho dự án nhà ở xã hội hiện nay đang có nhiều vướng mắc. Bình Dương đứng trong top đầu của cả nước về phát triển các dự án nhà ở xã hội, với 11.000 căn hộ được xây dựng, tập trung chủ yếu ở các địa bàn phát triển công nghiệp. Song thời gian qua, nguồn ngân sách nhà nước khó khăn nên việc phát triển các dự án nhà ở xã hội chủ yếu do một vài doanh nghiệp nhà nước đứng ra thực hiện, dựa vào quỹ đất và nguồn vốn có sẵn từ doanh nghiệp. Bắt đầu từ những năm 2006-2007 là bắt đầu triển khai nghiên cứu về những khu nhà ở xã đầu tiên. Thì cũng nhờ là cái như tôi đã nói là cái quỹ đất sẵn có giải rác trong khu dân cư công nghiệp với khoảng cách quy hoạch rất là hợp lý, thì từ đó là chúng tôi nghiên cứu và đưa ra các mô hình nhà ở, thì là bắt đầu với khu Hòa Lợi, sau đó là khu Định Hòa, và sau đó là cái mô hình phòng cho thuê đó, thì cho đến bây giờ là cũng có đến hàng chục ngàn căn. Bình Dương có 53,5% người nhập cư, nhu cầu về nhà ở là rất lớn. Song việc tiếp cận gặp phải nhiều khó khăn do nguồn cung hạn chế, khi có rất ít doanh nghiệp tham gia xây dựng các dự án nhà ở xã hội bởi những thủ tục kéo dài, bị khống chế lợi nhuận và khó khăn khi tiếp cận các gói vay ưu đãi khi thực hiện dự án. Bên cạnh đó, những quy định về điều kiện mua để tiếp cận được vốn vay ưu đãi dành cho người mua đang quá phức tạp và không phù hợp với thực tiễn. Đầu năm nay thì không có nguồn vốn mới, do đó thì chỉ giải ngân được trong 6 tháng đầu năm mới giải ngân được là 76 tỷ cho 163 khách hàng, trong đó bình quân là 466 triệu trên một khách hàng. Ở đây thì chủ yếu tập trung cho những cái hợp đồng nào chúng tôi đã giải ngân năm rồi, còn ngoài là ra những hợp đồng mới thì chúng tôi chưa dám nhận hồ sơ với lý do là chưa có tiền, chưa có nguồn vốn, do đó là không dám nhận. Hiện nay, việc tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư và mua nhà ở xã hội được thực hiện bằng hai hình thức, từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Thương mại. Song nguồn vốn phân bổ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội là quá thấp so với nhu cầu. Còn đối với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thương mại lại rất dồi dào, song lại gặp khó ở phần lãi suất quá cao so với người thu nhập mua nhà ở xã hội, khi nhà nước không tham gia hỗ trợ lãi suất. Bên cạnh đó, thời gian trả nợ đối với vay mua nhà ở xã hội lại quá ngắn, như gói vay 120.000 tỷ đồng. Người lao động hiện nay mức thu nhập thì hiện nay cơ bản là không có cao. Chính vì vậy chúng ta phải cần nhờ chính sách nhà ở xã hội để họ được mua. Thì thấy được mua, muốn được mua thì như vậy thì phải có ưu đãi. Ưu đãi thì chúng ta ưu đãi qua cái vay ưu đãi từ Ngân hàng Thương mại mà có tài trợ nhà nước, hoặc là vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách. Thì cái mức vay này nó thấp hơn cái mức vay bình thường của thị trường. Thì như vậy thì chúng ta phải có cái cơ chế chính sách mạnh về chỗ này để làm sao thực sự là nhiều người được tiếp cận cái mức vay thấp hơn giá thị trường. Nhà ở xã hội là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, do đó đang rất cần những giải pháp tháo gỡ khó khăn từ nhà nước, nhất là vấn đề tín dụng.